Thưa quý vị, trong thời gian qua thì Chính phủ và Bộ Công Thương cũng đã có nhiều những chính sách, đề án, chương trình để thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua xuất khẩu trực tuyến. Trong đó có hỗ trợ tư vấn đăng ký và duy trì tài khoản sản phẩm dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế, hỗ trợ tổ chức các sự kiện thương mại điện tử thường niên để mở rộng hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Từ góc nhìn pháp luật, theo luật sư, cần bổ sung chủ thể là chủ sàn giao dịch thương mại điện tử trong các văn bản pháp luật Việt Nam để đảm bảo các chính sách bán hàng, hàng hóa, thanh toán được giám sát bởi pháp luật Việt Nam, tăng cường công tác quản lý. Đưa vào một cuộc chơi mang tính toàn cầu là thương mại điện tử xuyên quốc gia thì tất cả các chủ sàn đều phải có cái trách nhiệm kê khai đăng ký kinh doanh, chịu sự kiểm tra chặt chẽ từ nhiều cơ quan, chẳng hạn là hải quan, chẳng hạn là thuế, chẳng hạn là quản lý chất lượng hoặc là quản lý ngoại hối. Đó, thì những cái đó ở Việt Nam cần phải có cái sự cải cách mạnh mẽ hơn nữa. Qua thực tiễn tiếp cận và giúp doanh nghiệp xuất khẩu thành công qua thương mại điện tử xuyên biên giới, chương trình Go Export của Bộ Công Thương nhận thấy rằng các doanh nghiệp muốn xuất khẩu trực tuyến cần được hỗ trợ về công nghệ, thanh toán và về pháp luật thuế tại cả Việt Nam và quốc gia xuất nhập khẩu trực tuyến. Chúng tôi đang góp ý và đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về chính sách quản lý thương mại điện tử và chính sách thuế. Vì chúng ta có một cái cơ chế về thuế để doanh nghiệp có thể yên tâm để phát triển cái hoạt động kinh doanh của mình mà không phải vướng mắc vào những vấn đề liên quan đến thuế hoặc là các vấn đề khác về pháp luật. Việt Nam đang hoàn toàn làm chủ về công nghệ để có thể phát triển được một sàn thương mại điện tử lớn như Alibaba hay JD, nhưng còn thiếu đầu tư chi phí về đào tạo người dùng và vận hành trang web, cũng như chi phí logistics của Việt Nam còn cao, cần cải thiện điều này. Để thu hút được người dùng đi vào cái trang web đó, nó tốn rất nhiều cái khoản chi phí cho cái quá trình mà tìm kiếm khách hàng, cho quá trình vận hành, mà bản thân Việt Nam chúng ta cũng không có đủ lợi thế về mặt quy mô sản xuất, không có những doanh nghiệp nào có thể sẵn lòng đầu tư một cái khoản tiền lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đô la để có thể nuôi dưỡng và phát triển một cái nền tảng như vậy. Cần quản lý chặt chẽ hơn luồng hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển qua kênh bưu chính chuyển phát bằng những quy định rõ ràng hơn về kiểm soát hàng hóa để đảm bảo không có hàng nhái, hàng giả và các vi phạm liên quan đến chất lượng hàng hóa, cũng như những nghĩa vụ về thuế, hải quan được thực hiện đầy đủ, không bỏ sót. Vâng, rõ ràng là chính phủ, các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cũng đã có rất nhiều những cái sự nỗ lực để làm sao chúng ta có thể chuyển đổi số và phát triển một cách bền vững trên nền tảng thương mại điện tử. Và chúng ta cũng